Chiều nay, cán bộ lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ninh Bình và đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu để đến thăm hai gia đình chính sách tại thành phố Bạc Liêu. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Việt Cường ở phường 8 và ông Phạm Hữu Dược ở phường 1. Ông Cường và ông Dược đều là thương binh và là những người trực tiếp cầm súng đấu tranh với giặc, góp phần gìn giữ hòa bình, độc lập cho dân tộc. Ông Nguyễn Việt Cường sau ngày giải phóng tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Minh Hải và sau này là tỉnh Bạc Liêu với vị trí hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Bạc Liêu. Còn ông Phạm Hữu Dược là người quê gốc ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, được tăng cường vào miền Nam chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Sau giải phóng, ông về Bạc Liêu sinh sống và lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Thay mặt đoàn, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của hai gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Việt Cường, ông Phạm Hữu Dược đối với sự nghiệp cách mạng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bạc Liêu, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để góp phần cùng địa phương bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu đã tặng mỗi gia đình một phần quà.